đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Còn lại hãy mở giùm tôi số 2 ạ. Ô số 3 hãy mở giùm tôi ô số 4 đi ạ. Và ô số 5 như vậy là sau vòng thi thứ nhất tổng số điểm như sau. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Như vậy sau vòng thi thứ hai tổng số điểm như sau.
cho nên chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng, chúng mình vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm tự nhiên là với câu hỏi này chúng ta có 7 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Có hay không ạ? Có hay không? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Lời như sau. Câu hỏi đầu tiên mà bạn đã trả lời. Câu thứ hai mà bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba
và bạn đã trả lời. Mặt khỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Mặt khỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5.
và bạn đã trả lời. Bom,